Hello anh em nhé, hôm nay mình quay con Isuki 287 này. Con này có cabin nhá. Nhưng mà đặc biệt là cái dòng Isuki này thường thường là ít khi có máy lạnh lắm, mấy con cabin này chỉ có quạt thôi và sưởi thôi chứ không có máy lạnh đâu. Đó. Mình quay sơ bộ qua trước nhá. Nhìn đẹp không? Có cabin nhìn đẹp không? Nhìn dễ thương không? Nguyên bản của nó luôn á. Rồi, đang quay yếu pin rồi. Mình chỉ quay giới thiệu sơ qua thôi nhé, chắc mình không quay chi tiết máy móc đâu. Vì con này nó là hàng bãi mà, nên là các bác khỏi phải lo và bàn tán về máy móc của nó đi. Máy móc thì toàn bộ là ok hết, bán là đều có bảo hành xe. Con này hiện tại thì đang sử dụng là ben, con này sử dụng ben điện nhá. Màu sơn của nó là màu nguyên bản đấy, do cái máy của mình quay nhìn cái màu sơn nó lệch mày thôi. Đây này, thấy không? Màu sơn nguyên bản của nó ấy, chưa sơn này đâu. Vẫn còn ghi là TA287 này. Đẹp không? À, mình đọc thông số lốp luôn nha. Chết rồi, ngồi bên này không đọc được rồi. Mình sang bên này mình kiếm đọc xem nào. À đây, 12424 này. Lốp sau nhá. Lốp trước của nó thì lại là lốp lớn rồi. Lốp trước lại là 76 này. Không biết các bác có thấy không, chứ em thấy nó hơi tối ạ. Máy móc cái nhìn khô ráng mà đẹp nguyên mà. Em thường thường máy bay bãi thì em không quay đấy ra đâu. Em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Cửa vẫn còn ngon, giòn cao su. Máy móc đẹp lắm. Con này thì sử dụng ben điện nha. Số chạy này. Cái cầu trước này. Tầng nhanh chậm này. Ga tay này. Bên này là cần tiến lùi này. Đây này, sấy máy sưởi của nó đây này. Cái này mình chỉ, nếu mà mình không dùng sưởi thì cách tốt nhất là mình về mình tháo này ra, mình chuyển này. Mình tháo cái bộ lọc sưởi này ra này. Là bên trong này nó có cái quạt cũng mát đó, đưa gió làm cái ống kia mình đưa hút gió ở ngoài vào, gió lùa cũng mát. Đâu có cái lợi thế. Này, đây ngồi trong đây mà nghe nhạc thì được đúng bài. Rồi khác gì xe hơi, ngồi bên trong này cách âm tốt lắm. Mình chỉ thích cây quay mấy con có cabin thôi, mấy con có cabin này đẹp. Nhìn năng nghiền. Rồi mình sẽ quay tổng chi tiết lại nhá. Rồi. Chào anh em nha.